Kính chào quý vị khán giả đang đến cùng với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một trường học ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị lũ quét vào ngày hôm qua do mưa lớn, số nạn nhân đã tăng lên 92, hầu hết là học sinh. Cơ quan chức năng đang triển khai công tác cứu hộ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, vào khoảng 14 giờ chiều ngày hôm qua, trường tiểu học Trường An ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang bất ngờ bị lũ lụt và lở đất do mưa lớn ở thượng nguồn gây ra. 87 học sinh và 4 dân làng thiệt mạng trong lũ, 17 học sinh khác, trong đó có một trẻ em, một giáo viên, một cán bộ và 5 người dân được điều trị tại bệnh viện. Trong trận lũ lụt này, 7 trong số 18 ngôi nhà hành chính ở thị trấn Hà Lan đã bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó có 3 ngôi nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng, 200 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 150 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng, khiến tổng số 1.800 người bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, chính quyền đã tổ chức 1.400 người tham gia công tác cứu hộ và cứu trợ, đồng thời đội chuyên gia cũng gấp rút đến hiện trường để tham gia cứu trợ thiên tai. Cơ quan chức năng cũng đã bố trí chỗ ở tạm thời cho các nạn nhân, hỗ trợ ăn uống, đồng thời tiến hành khử trùng nước sinh hoạt. Phòng dịch, Ninh An cách thủ phủ tỉnh Cáp Nhĩ Tân 450 km, mưa xối xả bất ngờ đổ xuống khu vực núi cao và trung du của thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, trong tích tắc tạo thành một trận lũ quét lớn ập vào thị trấn Thi Lan và tràn vào trường tiểu học trung tâm của thị trấn. Hơn 300 giáo viên và học sinh có mặt trong trường lúc đó đã bị lũ bổ vây. Theo các báo cáo, có 352 học sinh và 31 giáo viên trong trường vào thời điểm đó. Hiện 13 học sinh đang được cấp cứu tại bệnh viện. Các ban ngành liên quan đã thành lập 6 đội cứu nạn gồm tìm kiếm cứu nạn và thoát nước. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Bác sĩ Lưu của bệnh viện thị trấn Thi Lan cho biết, 40 học sinh cũng có thể đã chết. Cô ấy nói rằng bệnh viện không thể cung cấp số liệu tử vong chính xác vì gia đình đã đưa một số thi thể đi. Hôm qua, theo báo cáo chính thức của Trung Quốc, số người chết trong trận lũ quét tại một trường tiểu học ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang cuối cùng đã được xác định là 117 người, trong đó có 105 học sinh. Tân Hoa Xã của Trung Quốc đưa tin hôm thứ Hai rằng số người chết cuối cùng là 109, nhưng vào thứ Ba, nó báo cáo rằng 8 người được xác nhận đã chết trong lũ lụt, nâng số người chết cuối cùng lên 117, hơn một tuần sau thảm họa lũ quét. Các nhân viên cứu trợ thiên tai vẫn đang dọn dẹp hiện trường để ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm. Trường tiểu học Trường An ở thị trấn Thi Lan, thành phố Ninh An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị lũ quét và lở đất do mưa lớn liên tục phá hủy hôm vừa qua. Các nhà chức trách đang điều tra xem liệu có phải do sơ suất của con người hay không. Sau thảm họa lũ quét ở thị trấn Thi Lan, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Sở Giáo dục các cấp triển khai các khóa giáo dục khẩn cấp cho học sinh, dạy học sinh cách ứng phó trong trường hợp thiên tai và các trường hợp khẩn cấp khác. Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ra thông báo, yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục các cấp thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, thiết lập và thực hiện hệ thống người chịu trách nhiệm về các thảm họa và tai nạn. Thông báo cho biết các trường học ở tất cả các cấp phải thực hiện giáo dục an toàn cho học sinh, huấn luyện các em trong trường hợp khẩn cấp lũ lụt, lở đất, hỏa hoạn, động đất và các trường hợp khẩn cấp khác, đồng thời nâng cao khả năng tự cứu mình của học sinh. Thông báo cũng cho biết các phòng học tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phải bị ngừng sử dụng và các lớp học có thể tạm thời bị đình chỉ nếu cần thiết. Kính thưa quý vị, theo thống kê mới nhất của Tân Hoa Xã, có 88 người thiệt mạng và 73 người mất tích do thiên tai mưa lớn ở Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hơn 200.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét, gần 70.000 tòa nhà bị sập và thiệt hại kinh tế trực tiếp của thảm họa lên tới 2,47 tỷ nhân dân tệ. Báo cáo dẫn lời Bộ Nội vụ Trung Quốc cho biết các tỉnh Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quý Châu và Tân Cương lần lượt hứng chịu mưa lớn kể từ 3 ngày qua, gây ra lũ quét, lở đất và lở núi với mức độ nghiêm trọng khác nhau. Thiệt hại nặng nề nhất là tỉnh Hồ Nam, 50 người chết, 42 người mất tích. Riêng tỉnh Hồ Nam có 203.000 người phải sơ tán khỏi nơi ở đến khu vực an toàn, hệ thống viễn thông, giao thông, nước sinh hoạt bị cắt đứt. Các quan chức của Bộ Nội chính Trung Quốc cho biết, Sở Nội chính tỉnh Hồ Nam đã khẩn trương phân phát gạo, nước uống và các đồ cứu trợ khác cho những người dân bị ảnh hưởng. Tân Hoa Xã đưa tin, tại huyện Tân Điều, tỉnh Hồ Nam, lượng mưa đã đổ xuống trong 24 giờ là 301mm và nhiều người đã bị nước lũ cuốn trôi khi còn đang trong giấc ngủ do các tòa nhà bị sập và lũ quét. Thiên tai ở Tứ Xuyên và Quý Châu tuy nhỏ nhưng đã có báo cáo về thương vong. Ở Tứ Xuyên có 15 người chết và 11 người mất tích, ở Quý Châu có 27 người chết, 5 người mất tích và 140 người bị thương. Nhiều cơ quan ban ngành của chính quyền Trung ương Trung Quốc đã thành lập một nhóm công tác chung dưới sự chỉ huy của Bộ Nội vụ để thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và phòng bệnh tật. Kính thưa quý vị khán giả, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng
có 86.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt của sông Hoàng Hà ở khu vực Xuân Đông, trong khi bờ kè của nó bị vỡ tại ba nơi ở tỉnh Hà Nam. Tân Hoa Xã chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng các con đê ở Lan Cao, tỉnh Hà Nam đang gặp nguy hiểm và về cơ bản đã mất chức năng ngăn nước và không thể tiếp tục chịu áp lực của dòng nước trên sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã dẫn lời Lưu Tuyết Sơn, phó thẩm phán quận Đông Minh của Sơn Đông, cho biết con đập đã bị vỡ 3 lần và nước lũ hiện đang liên tục tràn vào Sơn Đông từ tứ phía. Một trong những chỗ thủng rộng 200m và hai lỗ còn lại rộng 100m, Lưu Tuyết Sơn cho biết nước sông đang đe dọa các vùng trũng thấp ở tỉnh Sơn Đông, ảnh hưởng đến 86.000 người, 127 ngôi làng và 18.000 hectare đất canh tác đang bị ảnh hưởng. Được biết, độ sâu nước trung bình của một số khu vực nước ngập sâu lên tới 1,5m. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Lưu Tuyết Sơn cho biết, do tình hình nghiêm trọng, huyện Đông Minh đã bắt đầu chuyển những người dân làng già yếu, bệnh tật và tàn tật ở khu vực bãi biển đến nơi tránh trú an toàn. Cho đến nay đã chuyển hơn 5.000 người và nhiều mọi người đã tụ tập trong các tòa nhà cao hơn. Ngoài sự tàn phá hoại do lũ từ sông Hoàng Hà, vùng Thiểm Tây còn bị đe dọa bởi nước sông Vị dâng cao. Tháng trước, một nhánh của sông Hoàng Hà ở tỉnh Thiểm Tây dâng cao, khiến 51 người thiệt mạng và khiến hơn 200.000 người mất nhà cửa. Số liệu của nhà chức trách Trung Quốc cho thấy trong mấy tháng đầu năm nay, 676 người thiệt mạng vì lũ lụt trên cả nước. Quý vị thân mến, lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc tiếp tục mở rộng, với 12 triệu người bị ảnh hưởng và 180 người chết. Do mưa xối xả liên tục, sông Tây Giang chảy qua các tỉnh Quảng Tây và Quảng Đông bị lũ lụt. Riêng Quảng Tây có hơn 5,7 triệu người bị ảnh hưởng, ít nhất 42 người thiệt mạng, 32 người mất tích và hơn 23.000 ngôi nhà bị sập. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết, mực nước tại thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây tiếp tục dâng cao. Trận lũ lịch sử chưa từng có đã nhấn chìm khu vực phía đông thành phố, hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Theo báo cáo, do một số con sông lớn ở Quảng Tây hợp lưu vào Ngô Châu rồi đổ vào sông Châu Giang, nên Ngô Châu đã nhiều lần hứng chịu lũ lớn và đây là thành phố kiểm soát lũ lụt trọng điểm của cả nước. Truyền thông Trung Quốc dẫn lời ông Lý Quốc Anh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước, cho biết Ngô Châu đã trải qua trận lũ lụt chưa từng có trong thế kỷ vào sáng thứ tư, với mức lớn nhất đỉnh đạt 27,5m. Chính quyền đã cử hơn 2.000 người từ Quân đội Giải phóng Nhân dân đến hỗ trợ công tác kiểm soát lũ lụt của Ngô Châu. Quân đội Giải phóng Nhân dân và nhân viên địa phương đã tiến hành nâng cao và gia cố đê kiểm soát lũ lụt ở thành phố Hexi để đảm bảo đê kè trong quá trình kiểm soát lũ lụt không bị vỡ hoặc ngập lụt. Hà Tăng, giám đốc Cục Bảo tồn nước Ngô Châu, được cho là đã bị đình chỉ công tác vì cáo buộc không ứng phó với thảm họa. Huyện Bình Nam, Quảng Tây cũng hứng chịu trận lũ lịch sử có 102. Vào sáng ngày thứ ba, mực nước lên tới 35,35m. Thành phố cổ xuất hiện hai chỗ vỡ kè, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Các khu vực địa phương của Quảng Đông cũng trải qua lũ lụt hàng trăm năm mới xảy ra một lần. Long Môn, Tử Kim, Viên Thành, Đông Nguyên, Phật Cương, Tân Phong, Văn Nguyên và những nơi khác đã bị ảnh hưởng. Tổng cộng 540.000 người trong tỉnh bị ảnh hưởng và 20 người thiệt mạng do sập nhà. Một số tuyến đường bộ và đường sắt chính cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt. Trên sông Mân Giang bị ngập lụt sau 35 năm mới có một lần, xuất hiện vào sáng thứ ba, với lưu lượng đỉnh là 3.230 mét khối mỗi giây và tổng số người chết là 60 người. Ở phía bắc tỉnh Phúc Kiến, 22 người thiệt mạng và 15 người mất tích do lũ lụt, trong đó nghiêm trọng nhất là một ngôi làng ở thị trấn Kiến Tây, huyện Thuận Xương, hầu như không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn. Tại thành phố Kiến Đầu, đã xảy ra một trận lở đất vào sáng thứ ba khiến chiếc xe buýt bị cuốn trôi theo nước lũ, chỉ có tài xế và một hành khách sống sót, 23 người khác mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi các chính quyền địa phương đẩy mạnh các nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Lũ lụt xảy ra vào mỗi mùa hè ở miền Nam Trung Quốc, gây thương vong và thiệt hại hàng triệu NDT. Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết, mưa và lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc cũng đang khiến 25 người thiệt mạng và 25 người khác mất tích trong 5 ngày qua. Những trận mưa lớn gây ra đợt mưa xối xả từ hôm thứ Ba trong tuần này đã tàn phá 10 tỉnh phía Nam và buộc khoảng 671.200 người phải sơ tán khỏi nhà vào lúc 5 giờ chiều hôm qua. Theo một tuyên bố trên trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc, Văn phòng Kiểm soát lũ lụt của tỉnh Tứ Xuyên phía Tây Nam Trung Quốc cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng, mưa bão kể từ đêm thứ Năm đã giết chết 13 người và khiến 17 người mất tích trong tỉnh. Tuyên bố cho biết lũ lụt, sạt lở đất và lở đất đã tấn công một số khu vực phía Tây Nam, cũng như các khu vực dọc theo Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Tuyên bố nói rằng gần 40% trong số 295 quận bị ảnh hưởng bởi các trận mưa bão hiện tại, cũng bị ảnh hưởng bởi hai đợt mưa lớn trước đó. Số liệu của Bộ cho thấy thiệt hại kinh tế trực tiếp do đợt mưa bão này lên tới 12,85 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,98 tỷ đô la, nhiều hơn tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp do hai đợt mưa lớn trước đó. Hôm thứ Ba, chính quyền trung ương của Trung Quốc đã nâng mức phản ứng khẩn cấp lên cấp 4, cấp cao nhất, và gửi các đội cứu trợ thảm họa đến các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tây, nơi mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia,
mưa bão sẽ tiếp tục tấn công các khu vực phía Nam và phía Đông của đất nước vào cuối tuần này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Mới đây, giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Australia, một chuyên gia nổi tiếng trong giới truyền thông Việt Nam đã có nhận định gây sốc. Theo đó, vị học giả này đưa ra dự báo sau việc chuyển giao 12 máy bay huấn luyện quân sự T-6, Mỹ sẽ tính tới kế hoạch bán tiếp siêu phẩm F-15E cho không quân Việt Nam. Thực hư dự báo này ra sao? Các bạn hãy cùng kênh Tin Mới tìm hiểu nhé! Thưa các bạn, mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, học giả quân sự người Úc Carl Thayer cho biết đang viết một báo cáo về tình trạng hợp tác về vũ khí giữa Mỹ và Việt Nam sau triển lãm vũ khí quốc tế của Việt Nam. Qua đó, vị học giả này nhận định việc Việt Nam mua lại huấn luyện viên T-6S và tham gia chương trình lãnh đạo hàng không USAF có thể làm cơ sở để Mỹ bán các chiến binh máy bay chiến đấu F-15E Stryker vào cuối thập kỷ này. Trước đó, đại diện không quân Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết nước này sẽ chuyển giao 12 máy bay huấn luyện quân sự T-6 cho Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2027, góp phần hiện đại hóa công tác đào tạo phi công tại quốc gia Đông Nam Á. Theo kế hoạch, 3 chiếc đầu tiên sẽ được giao trong quý đầu năm 2024, 2 hoặc 3 chiếc nữa sẽ được giao vào cuối năm đó, số còn lại sẽ được giao vào năm 2027. Tất cả 12 máy bay huấn luyện T-6 mà Mỹ cung cấp cho Việt Nam đều là hàng mới. Việc bán T-6S đi kèm gói đào tạo và bảo trì cho nhân sự, cũng như các mô đun đào tạo về hậu cần, an toàn chuyến bay, y học, hàng không và ngôn ngữ tiếng Anh. Năm 2019, Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công đầu tiên tốt nghiệp khóa huấn luyện trên máy bay T-6 trong khuôn khổ chương trình lãnh đạo hàng không của Không quân Mỹ. Lại nói về T-6, đây là dòng máy bay cánh quạt do hãng Raytheon chế tạo và ra mắt lần đầu vào năm 2000. Loại máy bay này được sử dụng cho mục đích huấn luyện sơ cấp và trung cấp trong không quân Mỹ. T-6 có nhiều phiên bản, trong đó T-6A Texan 2 được dùng cho mục đích huấn luyện. Một số phiên bản xuất khẩu có các điểm gắn vũ khí trên cánh, giúp T-6 giữ vai trò như cường kích hạng nhẹ. Hiện có trên 10 nước đang sử dụng máy bay T-6, trong đó phần lớn là phiên bản T-6A. Bây giờ chúng ta hãy cùng bàn về sức mạnh đáng sợ của đại bàng F-15E của Mỹ. Vâng, thưa các bạn, chúng ta vẫn thường nói hai đầu vẫn tốt hơn một. Câu ngạn ngữ này càng đúng với máy bay tiêm kích tấn công F-15 Stryker của lực lượng không quân Mỹ. Đây là loại máy bay chiến đấu 2 chỗ ngồi, trong đó phi công điều khiển ngồi phía trước và sĩ quan điều khiển vũ khí ngồi phía sau, còn gọi là WSO. Việc có 2 thành viên trong phi đoàn F-15E sẽ cho phép phân chia những nhiệm vụ phức tạp mà chiến thuật điều khiển máy bay chiến đấu hiện đại đòi hỏi. Phi công ở phía trước có thể kiểm soát hoạt động bay và tiếp nhiên liệu, trong khi WSO ở phía sau có thể liên lạc với bộ phận chỉ huy, tìm mục tiêu và chuẩn bị vũ khí tấn công. F-15E Stryker còn có tên khác là Mughe, được phát triển vào những năm 1980 như một phiên bản cải tiến của máy bay F-15 Eagle tiêu chuẩn, vốn dành cho nhiệm vụ chiến đấu trên không. F-15 Eagle là chiếc tiêm kích chiếm ưu thế trên không rất thành công của Mỹ. Tiêm kích này đã giành được rất nhiều chiến thắng trong các trận không chiến và chưa từng bị đối phương bắn hạ. Đây được coi là nỗi kinh hoàng đối với các đối thủ của không quân Mỹ. F-15E Stryker được thiết kế để tận dụng tất cả thế mạnh của dòng tiêm kích F và có thêm khả năng tấn công không đối đất. Về cơ bản, cho phép nó xâm nhập vào không phận của đối phương, giải mưa bom, sau đó tìm cách bay ra ngoài khu vực nguy hiểm. Nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ không đối không và không đối đất rất phức tạp và có nhiều công việc phải xử lý, vì thế Stryker cần phải có 2 thành viên trong phi hành đoàn. WSO đóng vai trò rất quan trọng đối với F-15E Stryker vì tất cả các thông tin đều được tiếp nhận thông qua cảm biến hiện đại trên máy bay. Nhiều tiêm kích Stryker mang theo cả hệ thống Spider và Listening, những cỗ máy công nghệ cao sử dụng tia hồng ngoại, video và tia laser để thu thập thông tin tình báo, phát hiện và xác định các mục tiêu mặt đất, sau đó sử dụng vũ khí thông thường hoặc vũ khí dẫn đường GPS hạ gục mục tiêu. Buồng lái của WSO có 4 màn hình theo dõi các mối đe dọa vũ khí và trạng thái của máy bay, thông tin từ radar, tác chiến điện tử hoặc cảm biến hồng ngoại.
với hoạt động không đối đất, nhiệm vụ chính của WSO là tấn công đối phương dưới mặt đất, đặc biệt khi các lực lượng trên bộ cần hỗ trợ. Theo lời một quan chức của lực lượng không quân Mỹ, WSO có vai trò tìm hiểu mục tiêu của đối phương cũng như ý định của chỉ huy các lực lượng trên mặt đất là gì, sau đó sẽ đưa ra đề xuất sử dụng vũ khí để phá hủy hoặc vô hiệu hóa lực lượng của đối phương. WSO sẽ thông báo cho phi công thả bom. Điều khiển F-15E Stinger trở nên khác biệt so với các loại máy bay khác trong dòng F là có màu sơn ngụy trang đậm hơn và được gắn thêm hai thùng nhiên liệu thích ứng CFT dưới thân, tạo ra ít lực cản hơn so với các loại thùng gắn dưới cánh thông thường. Hai thùng nguyên liệu này có thể chứa 2.800 lít nhiên liệu và có giá treo gắn vũ khí bố trí thành hai hàng. Những vũ khí này có thể là các loại tên lửa không đối đất, cả hạt nhân và thông thường, tên lửa không đối không. Tuy vậy, kiểu thiết kế này khiến F-15E Stinger có trọng lượng nặng hơn so với các phiên bản khác của F và khiến hạn chế về tính cơ động. Trở lại với thương vụ mua lại máy bay T-6 của Mỹ, các chuyên gia phân tích cho rằng điều này chứng tỏ Việt Nam tính tới phương án thoát dần khỏi sự lệ thuộc nguồn cung vũ khí từ Nga. Thống kê cho thấy, trước đại dịch COVID-19, Việt Nam đã phân bổ khoảng 2% GDP cho ngân sách quốc phòng hàng năm. Từ năm 1995 đến năm 2021, Việt Nam mua vũ khí và công nghệ quân sự từ 27 quốc gia. 6 triệu đô la hàng đầu theo đo được ở Mỹ là Nga 7.402 triệu đô la, Israel 550 triệu đô la, Ukraine 273.000 đô la, Hàn Quốc 120 triệu đô la và Hoa Kỳ 108 triệu đô la trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2021, tức là việc Nga sáp nhập Crimea cho đến năm ngoái. Việc thu mua vũ khí của Việt Nam giảm giá rất nhiều. Việt Nam mua lại vũ khí từ Nga rơi từ 1.056 tỷ đô la vào năm 2014 xuống 72 triệu đô la trong năm 2021. GDP Việt Nam giảm từ 6,4% trong năm 2014 xuống 2,6% trong năm 2021 do hậu quả của đại dịch COVID-19. Đồng thời, Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng một quân đội mạnh mẽ vào năm 2025 và quân đội nhân dân cách mạng chính quy tiên tiến và hiện đại vào năm 2030. Đây là nỗ lực lớn nhất của Việt Nam trong việc hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình. Tổng kết, Việt Nam đã đánh dấu thời gian và không ký hợp đồng mua vũ khí lớn nào kể từ năm 2016. Trong giai đoạn này, chi phí duy trì vũ khí hiện có tiếp tục tăng và cắt giảm ngân sách quốc phòng, giảm số tiền sẵn có trong việc mua sắm nước ngoài. Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào vũ khí và công nghệ di sản của Nga. Toàn bộ hệ thống dịch vụ và bảo trì của nó được định hướng trên vũ khí và công nghệ quân đội Nga. Nga không đặt điều kiện bán vũ khí cho Việt Nam lên nhân quyền. Việt Nam không thể có khả năng đột ngột chuyển từ Nga sang các nguồn thay thế các mặt hàng lớn như máy bay, tàu chiến và hệ thống phòng không thế hệ tiếp theo. Ngoài ra, Việt Nam không thể có khả năng xa lánh Nga đến mức Nga trả đũa bằng cách cắt đứt quyền truy cập. GDP Việt Nam đã vượt 7% trong năm 2022 và nhờ đó có cơ hội tiếp tục thu mua vũ khí. Việt Nam đã cho thấy có khả năng mua sắm vũ khí và công nghệ quân sự từ các nguồn phi Nga, chẳng hạn như Israel, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Tất nhiên, sẽ chả có gì để nói nếu như chỉ căn cứ vào tài chính, tiền không phải rào cản. Như các bạn đã biết, khi đứng trước đơn hàng của Việt Nam, Mỹ và các tiểu bang trong Liên minh châu Âu đều có thể đề nghị cân nhắc về nhân quyền để cắt giảm, hoặc chặn việc bán vũ khí để phản ứng về các vi phạm lớn về nhân quyền bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, lúc Mỹ có thể bán siêu phẩm F-15E Stinger cho Việt Nam dường như vẫn còn rất xa vời. Thực tế, từ trước tới nay, Việt Nam không có khả năng mua vé lớn từ các mặt hàng từ Hoa Kỳ và châu Âu. Trong khi đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa ngã ngũ. Trong bối cảnh như vậy, việc tổ chức triển lãm quốc tế quốc phòng được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán về vũ khí cho Việt Nam. Theo đó, Việt Nam có 3 mục tiêu chính khi tổ chức triển lãm. Thứ nhất, để giới thiệu ngành công nghiệp quốc phòng. Thứ hai, để xác định khách hàng cho các sản phẩm trong nước. Thứ ba, để tham gia sự sắp xếp, chuyển giao công nghệ, đồng sản xuất nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng. Và đúng như vậy, tại triển lãm diễn ra ở Hà Nội tháng 12 vừa qua, ngoài việc thể hiện sự hiện đại hóa quân sự của Việt Nam, ngành quốc phòng Việt Nam đã trưng bày vũ khí, thiết bị và công nghệ sản xuất trong nước như đạn dược, thuốc nổ, kích nổ, thiết bị quang học, xe không người lái đồng, thiết bị truyền thông, an ninh mạng, thiết bị cứu hỏa, thiết bị hỗ trợ hậu cần, xe bọc thép và thuyền súng nhỏ.
Chưa hết, hàng loạt cuộc họp thông thảo về hợp tác vũ khí giữa Việt Nam với các nước cũng đã diễn ra bên ngoài hành lang. Điều này cho thấy quân đội Việt Nam cũng đã bật đèn xanh trong việc hợp tác mua bán, chuyển giao công nghệ quốc phòng không chỉ với Mỹ mà còn với hàng loạt quốc gia tiềm năng khác. Chúng ta ai cũng biết tầm quan trọng của Hải quân trong việc bảo vệ vùng trời, vùng biển của một quốc gia. Hải quân Nhân dân Việt Nam là một lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Trong những năm qua, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng tiến thẳng lên hiện đại. Quân chủng Hải quân đã từng bước phát triển đầy đủ các thành phần lực lượng với nhiều phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại thế hệ mới. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ ngày càng cao, được đào tạo cơ bản cả trong nước và ngoài nước. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ tổ chức, chỉ huy, quản lý tốt và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân chủng không ngừng được nâng lên. Để phát triển sức mạnh của Hải quân mới đây nhất, có thông tin cho rằng Hải quân Việt Nam sẽ đóng 8 tàu Karakut mang tên lửa Kaplia mạnh nhất thế giới. Thưa quý vị, theo các chuyên gia Mỹ, dù Hải quân Nga có thể không nhất thiết phải gây ra mối đe dọa nước sâu hoặc nước xanh, tức là Hải quân có khả năng chiến đấu viễn chinh đối với Hải quân Mỹ về hỏa lực mặt nước, các khu vực ven biển có thể dễ bị tổn thương hơn do Hải quân Nga vận hành một số lượng lớn các tàu tuần tra và các tàu hộ tống tương tự như các tàu tác chiến ven biển của Mỹ. Những loại tàu này có thể đe dọa các cảng, tiến hành các cuộc tấn công bằng thuyền nhỏ và khai hỏa các loại vũ khí ở tầm gần. Chúng cũng có thể dễ dàng làm gián đoạn hoặc đe dọa vận tải biển thương mại hơn các loại tàu lớn của Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Nga không muốn cạnh tranh và gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng cho các đối thủ trên biển. Việc nước này sở hữu một số tàu chiến được trang bị vũ khí mạnh và có tầm hoạt động hay tầm bắn của các cảm biến và vũ khí hiện đại, ít nhất trong một số trường hợp có thể bù đắp cho số lượng tàu chiến ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, sức mạnh tấn công của Hải quân Nga trong khi chủ yếu dường như ở phạm vi khu vực có thể dựa vào các tàu chiến nhỏ hơn, nhanh nhẹn, có thể đe dọa các khu vực ven biển hoặc kiểm soát các nước Đông Âu trong khu vực. Tuy nhiên, các tàu ngầm của Nga lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác vì chúng được coi là cực kỳ nguy hiểm và số lượng đông đảo. Global Firepower nói Nga đang vận hành tới 64 tàu ngầm, gần tương đương với 68 tàu ngầm của Mỹ. Hạm đội tàu ngầm Nga có khả năng hoạt động toàn cầu nhờ vào các tàu ngầm trang bị động cơ hạt nhân. Một hạm đội tàu ngầm số lượng lớn được trang bị tốt và có khả năng thực sự là một đe dọa nước sâu đối với Mỹ, trái ngược với lực lượng mặt nước nhỏ hơn và ít đe dọa hơn của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu tên lửa đầu tiên của dự án 22800 Karakut đang hoàn tất các cuộc thử nghiệm trên biển với các bài kiểm tra hệ thống chính, radar và vũ khí điện tử. Đây là dự án chế tạo một loại tàu pháo tên lửa hạng nhẹ, đa năng, thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển gần. Theo kế hoạch, tổng cộng sẽ có 18 con tàu thuộc dự án 22800 Karakut được chế tạo nhờ được trang bị vũ khí tấn công hiện đại như tên lửa Kaplia. Các tàu chiến này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tác chiến của hạm đội Biển Đen. Tàu tên lửa cỡ nhỏ Kriegsklung được dự án 22800 Karakut là chiếc tàu đầu tiên được đóng tại nhà máy đóng tàu Kursk cho hạm đội Biển Đen. Hiện con tàu đang hoàn thành các thử nghiệm trên biển, theo đó thủy thủ đoàn của tàu Kriegsklung cùng với đội vận hành của nhà máy đã thử nghiệm các hệ thống bảo vệ tàu, hệ thống năng lượng và thông tin liên lạc cùng với các chỉ số về tốc độ, ảnh hưởng, khả năng cơ động và độ ổn định của con tàu. Ngoài ra, hệ thống radar và vũ khí điện tử cũng được thử nghiệm thành công. Hệ thống vũ khí pháo binh và phòng không cũng đã thực hiện bắn thử nghiệm chống lại các mục tiêu mô phỏng trên biển, ven biển và trên không. Dự án 22800 Karakut được phát triển bởi các chuyên gia từ Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương Alma ở Saint Petersburg. Hiện đã có 3 tàu của dự án này gồm Mitsubishi, Vostok và Odistovo đang phục vụ trong hạm đội Baltic. Theo các nguồn tin mở, có tổng cộng 18 tàu dự án 22800 Karakut sẽ được đóng, sẽ được phân bổ cho các hạm đội Thái Bình Dương, Baltic và Biển Đen. Tàu tên lửa lớp Karakut là tàu cỡ nhỏ có khả năng thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên biển và đường thủy nội địa. Nhiệm vụ chính của chúng là phá hủy các cơ sở quan trọng ở khu vực ven biển và tiêu diệt lực lượng mặt nước của đối phương.
NATO có thể thực hiện nhiệm vụ độc lập hoặc trở thành một phần nhóm tấn công của Hải quân Nga. Lượng tròn nước của tàu này là khoảng 800 tấn, chiều dài 67 m, rộng 11 m. Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 55,5 km/h, khả năng tự hành liên tục trên biển khoảng 15 ngày, tầm hoạt động từ 4.023 đến 4.506 km. Thủy thủ đoàn gồm 39 người, vũ khí trang bị chính của tàu chiến lớp Karakurk là tên lửa hành trình Kavlyar-NK với đầu đạn nặng 500 kg. Chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly từ 1.400 đến 2.600 km. Việc lắp đặt bệ phóng 3F-14 trên các tàu của dự án này cho phép phóng tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx. Ngoài ra, theo nguồn tin từ Hải quân Nga, trong tương lai kho vũ khí của các tàu dự án 22800 Karakurk sẽ được bổ sung bằng bản sửa đổi của tên lửa siêu thanh 3M22 Gikon. Hệ thống vũ khí phụ trên tàu lớp Karakurk bao gồm tổ pháo AK-176MA cỡ nòng 76mm. Ngoài ra, tàu còn được trang bị thêm máy bay không người lái, trinh sát chiến thuật Otlan-10. Các tàu lớp Karakurk cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-M. Đây là phiên bản hải quân của hệ thống tên lửa phòng không Pantsir, có khả năng đánh trúng mọi loại mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 20km và ở độ cao 15km. Tổ hợp Pantsir bao gồm 8 bệ phóng và 2 pháo phòng không tự động 30mm, 6 nòng GSH-630. Tổ hợp được thiết kế để bảo vệ tàu chiến trước các cuộc tấn công ồ ạt của vũ khí chính xác cao hoặc các cuộc tấn công từ máy bay và trực thăng của đối thủ. Các tàu tên lửa cỡ nhỏ mới nhất thuộc dự án 22800 Karakurk của Nga gần đây đã gây chú ý ở phương Tây. Tờ The National Interest của Mỹ hồi tháng 11 năm 2021 là đăng một bài viết về tiêu đề Hải quân Nga đang chuẩn bị tiếp nhận 3 tàu tên lửa nhỏ tiên tiến của dự án Karakurk. Tờ báo nhấn mạnh rằng việc đưa các tàu chiến này vào biên chế thể hiện rõ quá trình hiện đại hóa của Hải quân Nga. Các tàu của dự án Karakurk được phát triển như một phần bổ sung mà không phải để thay thế cho các tàu chiến của lớp Buyan-M hiện đại hóa. Các tàu lớp Karakurk và Buyan có lượng tròn nước lần lượt là 850 và 950 tấn và là sự phản ánh chiến lược hiện đại hóa các hạm đội Nga. Tờ The National Interest nhận định một trong những ưu điểm chính của các tàu dự án 22800 Karakurk là khả năng cơ động và tốc độ. Chuyên gia quân sự Nga Viktor Murakovsky nhấn mạnh, với độ rẽ nước nhỏ và nhờ trang bị vũ khí hiện đại, các tàu chiến này có thể tấn công ở phạm vi chiến lược. Khả năng hoạt động của những con tàu này rất rộng, mặc dù độ rẽ nước của chúng rất nhỏ. Trên thực tế, lượng tròn nước của chúng nhỏ hơn 1.000 tấn, nhưng chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm xa khi sử dụng các tổ hợp tên lửa Kavlyar. Các tên lửa hành trình này đã được sử dụng thành công để tấn công các mục tiêu khủng bố trên mặt đất ở Syria, ông Murakovsky nói. Mặc dù trên thực tế nhiệm vụ chính của các tàu lớp Karakurk là bảo vệ khu vực biển gần, song việc trang bị cho chúng tên lửa hành trình chính xác cao và trong tương lai là vũ khí siêu thanh có thể sử dụng chúng như một biện pháp răn đe chiến lược. Tổng biên tập tạp chí quốc phòng Igor Korochenko đánh giá cao khả năng tác chiến của những con tàu thuộc dự án 22800 Karakurk. Vũ khí chính của chúng là hệ thống vũ khí tên lửa tấn công với sức mạnh hỏa lực rất cao. Do đó, các tàu chiến này là yếu tố cần thiết cho sự ổn định của các hạm đội và dự kiến các khả năng trong tác chiến hải quân hiện đại, ông Korochenko cho biết. Những phát triển mới và hệ thống điều khiển dẫn đường, hiển thị thông tin và vũ khí tên lửa giúp lớp tàu chiến này mang khả năng tác chiến rất lớn cho các hạm đội Nga hiện nay, chuyên gia kết luận. Trong những năm gần đây, quân chủng phòng không không quân với định hướng tiến thẳng lên hiện đại đã được ưu tiên đầu tư mua sắm nhiều loại vũ khí trang bị mới hiện đại. Bên cạnh lực lượng không quân tiêm kích đa năng là ưu tiên hàng đầu, thì lực lượng không quân vận tải cũng đã có những sự thay đổi về chất khi được tiếp nhận máy bay vận tải quân sự C-295 hiện đại thuộc biên chế Lữ đoàn Không quân 918. Cụ thể, năm 2013, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã ký hợp đồng mua máy bay vận tải C-295 cho nhiệm vụ vận chuyển vũ khí quân sự để thay thế một phần phi đội máy bay AN-26 đang được sử dụng. C-295 được đánh giá là một trong những loại máy bay vận tải hạng trung tiên tiến nhất trên thế giới, với ưu điểm vượt trội. Thứ nhất, C-295 có hệ thống điện tử hàng không hiện đại, giúp kiếp phi công thao tác điều khiển máy bay đơn giản, dễ dàng hơn. Mọi thông số của máy bay cũng như thông tin toàn cảnh trên bầu trời đều được cập nhật trong các màn hình LCD cỡ lớn. Thứ hai, nhờ sở hữu động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, C-295 có tầm bay xa và sức trở lớn hơn so với nhiều máy bay vận tải cùng loại.
Thứ ba, C-295 có khả năng cất hạ cánh trên đường băng cực ngắn, kể cả sân bay dã chiến. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật nhất của dòng máy bay này. Thứ tư là dòng máy bay vận tải quân sự đa năng hạng trung C-295 có thể làm được nhiều nhiệm vụ như vận tải hàng hóa, chở quân, đổ bộ, tìm kiếm cứu nạn hay tải thương. Ngoài ra, nó còn được dùng làm nền tảng phát triển biến thể tuần tra chống ngầm trên biển và biến thể cảnh báo sớm chỉ huy trên không. C-295 là mẫu máy bay vận tải hạng nhẹ của châu Âu, có thể bay liên tục trên không nhiều giờ. C-295 dài 24,5m, sải cánh 25,81m và cao 8,6m. Trọng lượng cất cánh tối đa là 23.200kg. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Pratt & Whitney 127G có công suất 2.645 mã lực mỗi bên. Tốc độ tối đa của máy bay là 576km/h, tầm bay 4.600km và có trần bay lên tới 9km. Với việc tiếp nhận dòng máy bay hiện đại này, lực lượng không quân vận tải Việt Nam đã có bước tiến lớn tạo ra sự thay đổi về chất, kịp thời bổ sung thay thế cho các máy bay vận tải AN-26 đang dần tiến tới cuối vòng đời hoạt động. Theo hợp đồng đăng ký với Airbus Defence, ngay từ giữa năm 2014, đoàn phi công cùng thợ kỹ thuật của Việt Nam đã tiến hành học chuyển loại máy bay mới ở nước ngoài. Với tinh thần trách nhiệm cao, các phi công Việt Nam đã được các giáo viên bay của đối tác đánh giá rất cao, nhanh chóng làm chủ dòng máy bay vận tải quân sự C-295 hiện đại. Đã đánh dấu mốc son quan trọng khi chiếc C-295 đầu tiên của Không quân Việt Nam nâng số hiệu nhà máy 0123 chính thức tung cánh lên bầu trời. Ngay sau đó, các phi công Việt Nam đã thực hiện máy bay của mình tại Sebin, Tây Ban Nha. Đến nay, cả 3 chiếc C-295 đã được đối tác bàn giao cho Không quân Việt Nam và đều được biên chế cho Lữ đoàn Không quân 918, đơn vị đã hoàn toàn làm chủ dòng máy bay vận tải này và đưa vào trực ban, sẵn sàng chiến đấu. Lực lượng máy bay C-295 của Lữ đoàn 918 thường xuyên cơ động giữa hai đầu đất nước với căn cứ chính là sân bay quân sự Gia Lâm ở phía Bắc và sân bay lưỡng dụng Tân Sơn Nhất ở phía Nam. Đơn vị cũng được phi công, thành viên bay và các máy bay các loại, trong đó có cả C-295, chuyển sân về sân bay Cần Thơ cũng như một số sân bay khác trên cả nước để thực hiện huấn luyện. Trước đó, để có thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu vận hành, đội ngũ thi công thợ máy đã được gửi đi huấn luyện ở nước ngoài từ khi tiếp nhận máy bay. Đối với phi công, điều kiện đặt ra là phải cung cấp một số giờ bay tích lũy trên 1.500 giờ. Đối với kỹ thuật viên phải là những người có trình độ và kỹ năng tay nghề cao. Trở ngại đầu tiên và cũng là lớn nhất khi huấn luyện huyền thoại C-295 là ngoại ngữ. Do từ trước đến nay, các phi công và thợ máy đều vận hành dòng máy bay do Liên Xô cũ chế tạo, chỉ sử dụng tiếng Nga, trong khi yêu cầu tiếng Anh là rất quan trọng. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, không qua các khóa đào tạo của hàng không dân dụng Việt Nam cũng như học ngoài giờ, đội ngũ phi công và thợ máy đã phần nào đảm bảo trình độ ngoại ngữ trong huấn luyện, vận hành. Ngoài ra, hai dòng máy bay vận tải C-295 và AN-26 với tư duy thiết kế khác nhau cũng tạo ra sự khó khăn lớn đối với đội ngũ phi công và thợ kỹ thuật. Với dòng AN-26, tổ máy bay gồm 5 người lái số 1, lái số 2 dẫn đường cơ giới và thông tin. Còn C-295 chỉ có duy nhất 2 vị trí điều khiển máy bay là lái số 1 và lái số 2, nên đặt ra yêu cầu phi công phải làm nhiều việc hơn. Bên cạnh đó, hệ thống hiển thị trong buồng lái AN-26 toàn bộ lao động hồ sơ, trong khi trên C-295 là dãy màn hình LCD rất hiện đại. Tuy nhiên, vượt qua tất cả, phi công và thợ máy đã chinh phục được C-295 và đã có thể vận hành, khai thác một cách hiệu quả an toàn trên bầu trời của Việt Nam. Đặc biệt là C-295, chỉ cần quãng đường cất hạ cánh ngắn dưới 1km, lần lượt là 670m và 320m. Do vậy, dòng máy bay này hoàn toàn có thể chuyển sang tới hoạt động sân bay Trường Sa với đường băng dài 1.200m như hiện nay. Trong tương lai, Việt Nam tiếp tục được Airbus Defence được coi là thị trường quan trọng đối với dòng máy bay C-295. Ngoài biến thể hiện tại, họ hy vọng Việt Nam sẽ quan tâm tới các biến thể đặc biệt như tuần tra săn ngầm, cảnh báo sớm trên không để tăng cường lực lượng bảo vệ Biển Đông. Chính vì vậy, trong khuôn khổ chương trình giới thiệu dòng máy bay vận tải quân sự C-295 mang tên C-295 World Tour được tiến hành vào năm 2017, một chiếc máy bay tuần tra săn ngầm C-295 MPA đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài nhằm giới thiệu những đặc điểm ưu việt của loại máy bay này cho Không quân Việt Nam. Nga điều tàu mang tên lửa siêu thanh tập trận chung với Trung Quốc, Nam Phi.
Hải quân Nga sẽ điều động khinh hạm mang theo tên lửa siêu thanh Tricorne tham gia tập trận với Trung Quốc và Nam Phi. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin, hải quân nước này sẽ điều động khinh hạm đô đốc Groskop mang tên lửa siêu thanh Tricorne tham gia tập trận với các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc và Nam Phi vào tháng 2 năm 2023. Khinh hạm đô đốc Groskop sẽ đến điểm tiếp tế hậu cần tại cảng Tartut của Syria trước khi tham gia tập trận với Hải quân Nam Phi và Trung Quốc. TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hôm vừa qua, quân đội Nam Phi tuyên bố cuộc tập trận sẽ diễn ra vào ngày 17 đến ngày 27 tháng 2 tại khu vực biển gần thành phố Vịnh Durban và Richard. Mục tiêu của cuộc tập trận này là tăng cường khả năng hợp tác của Hải quân Nam Phi, Nga và Trung Quốc. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga xác nhận khinh hạm đô đốc Groskop sẽ có hành trình di chuyển từ Đại Tây Dương tới Ấn Độ Dương, sau đó quay lại khu vực biển Địa Trung Hải. Ông Shoigu cũng nhấn mạnh uy lực vượt trội của tên lửa Tricorne và cho biết loại vũ khí này có thể tấn công mọi mục tiêu trên biển và trên đất liền của đối phương. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả Tricorne là một phần của hệ thống vũ khí tiên tiến thế hệ mới của quân đội Nga và có thể được sử dụng trong cả mục đích tấn công cũng như phòng thủ, với tốc độ bay có thể đạt đến mức nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh khoảng 8.643 km/h. Tên lửa này được xem là không thể cản phá, ngay cả với những hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Trong những năm qua, Trung Quốc đã đột ngột tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như những hoạt động tập trận trái phép tại Biển Đông, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Động thái này của Bắc Kinh không chỉ xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông mà còn đe dọa nghiêm trọng an ninh khu vực, khiến cộng đồng ASEAN, đặc biệt là các quốc gia gần Biển Đông rất quan ngại. Có nhiều lý do, Trung Quốc lại chọn tập trung đột phá xuống phía Nam và nhằm vào Biển Đông, thay vì chuẩn hướng ra Tây Bắc Thái Bình Dương từ Biển Hoa Đông. Thứ nhất, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng và tấp nập hàng đầu của thế giới hiện nay, là huyết mạch của nền kinh tế Đông Á và Đông Nam Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ai kiểm soát được tuyến hàng hải này có thể kiểm soát cả khu vực, và điều này xin phép không nói nhiều, vì nhiều học giả trong và ngoài nước đã phân tích sâu và kỹ. Thứ hai, mặc dù cả hai vùng biển Hoa Đông và Biển Đông đều bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý và phi pháp, đồng thời đang tranh chấp với láng giềng, nhưng ở Hoa Đông là Nhật Bản, một cường quốc số 2 châu Á không dễ để Trung Quốc bắt nạt. Trong khi đó, tại Biển Đông, tranh chấp ở quần đảo Trường Sa rất phức tạp với 5 nước 6 bên. Về thực lực, phải nói thẳng rằng các nước này không mạnh bằng Trung Quốc, kể cả về quân sự, kinh tế. Trung Quốc có thể và đang thông qua việc chia rẽ nội khối ASEAN, hòng làm mưa làm gió ở Biển Đông. Điều này với họ dễ hơn nhiều khi họ đương đầu với Nhật Bản ở Hoa Đông. Thứ ba, nếu chọn Hoa Đông làm đột phá khẩu thì Trung Quốc không chỉ phải đối phó với Nhật Bản mà sau lưng Nhật Bản là siêu cường Mỹ. Chỉ riêng vòng vây thứ nhất Mỹ thiết lập bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Philippines, Trung Quốc đã không dễ vượt qua. Mặt khác, Tây Thái Bình Dương là địa bàn hoạt động chiến lược truyền thống của Hải quân Mỹ. Washington không dễ gì và cũng không thể nhường Bắc Kinh ở đây. Có lẽ vì vậy mà Trung Quốc chọn Biển Đông để bành trướng trước. Khi xem xét lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc và hành xử của họ ở Biển Đông, cần đặt trong tổng thể chiến lược trỗi dậy hòa bình hay phát triển hòa bình của Trung Quốc, Biển Đông đang thực sự trở thành vũ đại cho sự chuyển động và tranh chấp quyền lực toàn cầu giữa các đại cường, trong đó hai nhân vật chủ chốt là một Trung Quốc đang lên và một siêu cường Mỹ đang đi xuống. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh ý nghĩa địa chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc không khác gì vùng biển tại Caribe, bao gồm vịnh Mexico đối với Mỹ ở cuối thế kỷ 19, vì rằng Mỹ chỉ có thể bằng việc khống chế toàn bộ biển Caribe thì mới thống trị được Tây Bán Cầu và chi phối trật tự quyền lực ở Đông Bán Cầu nhờ kênh đảo Panama xuyên hai đại dương. Tương tự như thế, Trung Quốc nếu thống trị được Biển Đông thì mới có cơ hội trở thành bá chủ Tây Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương. Khi nói đến lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, người ta thấy nổi bật 4 khía cạnh đặc biệt quan trọng: khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên, giao thông, an ninh, quốc phòng, khía cạnh văn hóa, lịch sử. Trên khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên, mục đích của Trung Quốc không có gì để nghi ngờ. Họ không những muốn chiếm tất cả các đảo và bãi đá trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thậm chí có dạ tâm chiếm luôn cả các khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các nước theo Công ước về Luật Biển Quốc tế, trong khi các khu vực này cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới 1.200 cây số.
Thế mà một số học giả nước ngoài, chẳng hạn cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, người theo chủ nghĩa hiện thực trong nền ngoại giao hiện đại và có công lớn trong thiết lập quan hệ Mỹ-Trung thập niên 1970, vẫn nhận định rằng Trung Quốc không có động cơ đế quốc bành trướng lãnh thổ. Vì bản đồ lãnh thổ Trung Quốc từ năm 2000 đến năm nay không thay đổi, thực tế cách hành xử của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và khu vực Biển Đông từ thập niên 1970 đến nay cho người ta một ấn tượng ngược lại. Hơn nữa, các bước tiến như vũ bão trong quá trình hiện đại hóa và tham vọng siêu cường kinh tế và quân sự của Trung Quốc vượt quá trình độ công nghệ và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế của một nước đang phát triển mới đang ở giai đoạn đầu của hiện đại hóa, khiến cho nhu cầu cung cấp nguyên liệu trở nên bức thiết và ngày càng gia tăng, nhất là nhu cầu năng lượng dầu khí. Trong khi đó, các nghiên cứu khảo sát và thực tiễn khai thác tài nguyên ở Biển Đông đều cho thấy tiềm năng khổng lồ của Biển Đông. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế trước hết là bối cảnh địa lý và tương quan sức mạnh ở Đông Nam Á và Biển Đông, quả thực đã kích thích tham vọng địa lý của siêu cường dân số này nói. Theo lý thuyết, quan hệ quốc tế hiện đại thì các nhân tố khách quan và chủ quan đã khiến Trung Quốc theo đuổi một thứ lợi ích quốc gia tuyệt đối bằng một sức mạnh cứng tuyệt đối. Trên khía cạnh giao thông, khi Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại số 1 thế giới, thì cũng có nghĩa là sự ổn định sẽ tùy thuộc vào những dòng chảy thương mại đều đặn nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa, trước hết là nhập khẩu tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm từ toàn bộ các khu vực khác nhau của thị trường thế giới. Vì thế, trong khi giao thông đường bộ của Trung Quốc với các quốc gia và châu lục khác gặp nhiều cản trở bởi địa hình và an ninh, đặc biệt là các tuyến giao thông Tây Nam để tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua cấp quốc gia Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, thì các tuyến hàng hải quốc tế ở bờ Tây Thái Bình Dương chủ yếu thông qua Biển Đông với các địa điểm như eo biển Malacca ở Nam Biển Đông và khu vực giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo hướng Bắc Nam nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới là nhiệm vụ cốt tử. Trên khía cạnh quốc phòng, an ninh, lợi ích quân sự và an ninh bao giờ cũng gắn với lợi ích kinh tế, là công cụ để bảo vệ lợi ích kinh tế. Do đó, bản chất của mưu đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc, nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là nhằm hai mục đích cốt lõi: ngăn chặn tự do đi lại trên biển của các chiến hạm nước ngoài, nhất là của các đối thủ ngoài giới hạn 12 hải lý từ đường cơ sở. Nhờ thế, Trung Quốc có thể đẩy mối đe dọa an ninh từ biển ra xa bờ biển Trung Quốc, mở lối đi ra đại dương xanh lục cho hải quân Trung Quốc trong điều kiện biển Hoa Đông dưới sự kiểm soát của Mỹ và đồng minh Nhật Bản. Đài Loan đã ngăn chặn đường vươn ra Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương của họ. Tiềm lực quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông là rất mạnh, nhưng họ cũng có nhiều gót chân asin. Đầu tiên, dễ dàng thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc về mặt quân sự ở Biển Đông chính là vị trí và khoảng cách địa lý. Trong tác chiến trên biển hiện đại thường phải kết hợp cả hải quân và không quân, nhưng một khi nổ ra xung đột tại Trường Sa, chiến đấu cơ Trung Quốc bay từ đất liền của họ ở đảo Hải Nam ra được tới vùng biển Trường Sa rồi bay về là hết dầu, không còn thời gian tác chiến. Chính vì vậy, Bắc Kinh đang loay hoay tìm cách khắc phục tử huyệt này bằng cách đóng tàu sân bay và huấn luyện tiếp dầu trên không cho chiến đấu cơ. Cả hai việc này, Trung Quốc đã và đang làm việc. Đưa tàu sân bay Liêu Ninh vào hoạt động còn phải cần thời gian, không phải cứ muốn là được. Thứ hai, điểm yếu nổi bật của Trung Quốc ở Biển Đông chính là tính phi nghĩa cho các hoạt động quân sự của họ. Bắc Kinh không chỉ tuyên bố và khẳng định cái gọi là chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, nên việc Trung Quốc chủ động gây căng thẳng hoặc tìm cách khiêu khích xung đột quân sự sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Các nước trong khu vực, chúng ta đều biết quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, cách đảo Hải Nam Trung Quốc rất xa, nhưng vì tham vọng bành trướng lãnh hải cũng như sức mạnh quân sự trên biển xuống hướng Nam, Bắc Kinh cố sống, cố chết để tuyên bố cái gọi là chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông thông qua đường lưỡi bò phi pháp do họ tự nhào nặn. Điều này, dù họ có cố tình lấp liếm bằng lý do gì cũng không thể che giấu được. Mặt khác, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải quốc tế quan trọng hàng đầu của thế giới hiện nay, nơi các cường quốc lớn trong khu vực tuyên bố có lợi ích cốt lõi hoặc mối quan tâm đặc biệt. Tôi cho rằng Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ sẽ nhảy vào cuộc bằng cách này hay cách khác, chứ họ không để Trung Quốc muốn làm gì thì làm. Thứ ba, tàu của Trung Quốc sẽ là miếng mồi ngon cho tên lửa và không quân của các nước có liên quan. Nhiều người còn nhớ trong cuộc chiến tại quần đảo Falkland năm 1982 giữa Argentina và Anh. Chỉ cần một quả tên lửa đất đối hạm Argentina đã bắn chìm một thiết giáp hạm 10.000 tấn tối tân của Anh. Thứ tư, điểm yếu của quân đội Trung Quốc nói chung và hải quân nói riêng chính là tinh thần người lính.
Lính Trung Quốc hiện nay thường được gọi là lính 01. Hơn 30 năm nay, Trung Quốc thực hiện chế độ sinh đẻ có kế hoạch, mỗi cặp vợ chồng chỉ được đẻ một con. Đến tuổi nhập ngũ, tinh thần phấn đấu chịu đựng gian khổ của những cậu ấm độc nhất đó nói chung rất kém. Và điều quan trọng nữa là cuộc xung đột ở Biển Đông, Trường Sa nếu có xảy ra thì là hoạt động quân sự phi nghĩa của Trung Quốc nhất định sẽ bị dư luận tiến bộ trong nước và trên thế giới lên án. Ngoài ra, những thanh niên Trung Quốc bây giờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều luồng thông tin trong và ngoài nước hơn các thế hệ trước nên họ không dễ bị lừa bịp o ép. Các chuyên gia gần đây đã đánh giá khi Trung Quốc hoàn tất đảo nhân tạo và làm sân bay trên đó thì nó sẽ giống như một tàu sân bay không thể đánh chìm, nhưng không có nghĩa đó là tàu sân bay bất khả chiến bại. Trang mạng National Interest mới đây đưa tin Trung Quốc đã lắp đặt nhiều khí tài quân sự trên các đảo nhân tạo tại Biển Đông, chủ yếu ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc đã xây dựng sân bay tại đá Subi, đá vành khăn, đá chữ thập và hạ tầng tên lửa, radar và máy bay trực thăng ở một số đảo nhân tạo nhỏ hơn. Tại quần đảo Hoàng Sa, Trung Quốc đã lắp đặt một cơ sở quân sự quan trọng tại đảo Phú Lâm, lắp đặt radar cùng với công trình cho máy bay trực thăng ở một số khu vực khác. Trong bài viết trên National Interest, Robert Valley cho rằng Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên khắp khu vực, đồng nghĩa với việc nước này có thể mở rộng hiện diện quân sự trong tương lai. Các căn cứ lớn hơn như đá Subi, đá Vành Khăn, đá Chữ Thập và đảo Phú Lâm có cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc quản lý máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu và máy bay tuần tra cỡ lớn. Các tên lửa, radar và máy bay này mở rộng phạm vi của quân đội Trung Quốc trên khắp Biển Đông. Theo Robert Fali, các hòn đảo trên Biển Đông cung cấp cho quân đội Trung Quốc vị trí thuận lợi, nhưng khi xung đột thực sự bùng phát, giá trị của những hòn đảo này sẽ suy giảm nhanh chóng. Về mặt quân sự, các đảo này là vỏ bọc cho hệ thống chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD của Trung Quốc. Chiến lược A2AD nhằm mục đích ngăn chặn Mỹ can thiệp quân sự vào các khu vực mà Trung Quốc quan tâm, bao gồm các vùng biển tranh chấp trong khu vực. Một số đảo là căn cứ cho hệ thống tên lửa đất đối không, bao gồm cả hệ thống HQ-9 có tầm bắn 200 km và có lẽ là hệ thống S-400 của Nga và tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là làm thế nào các căn cứ tên lửa có thể trụ vững khi xảy ra xung đột? Tên lửa mặt đất trụ vững sau các cuộc tấn công trên không vì các tên lửa này có thể ẩn náu giữa các ngọn đồi, rừng và các lớp phủ tự nhiên khác. Ông Fali cho rằng trên các đảo mà Trung Quốc tôn tạo không có lớp phủ tự nhiên nào hiệu quả và ngay cả các công trình phòng thủ nhân tạo có lẽ cũng không thể đứng vững sau cuộc tấn công phối hợp. Bốn cơ sở quân sự lớn nhất trên Biển Đông có nhiều khí tài phục vụ hoạt động của các máy bay quân sự, trong đó có các máy bay chiến đấu tối tân. Nhưng quan trọng hơn là máy bay tuần tra tác chiến điện tử và máy bay cảnh báo sớm tiên tiến. Nếu có thể sử dụng những sân bay này một cách hiệu quả thì sẽ tăng phạm vi ảnh hưởng của A2AD của Trung Quốc, cho phép chuyển dữ liệu mục tiêu tới các bệ phóng tên lửa trên biển và ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, khi xảy ra xung đột, độ bền của một sân bay phụ thuộc nhiều vào vật liệu và thiết bị sẵn có trong công tác sửa chữa sau cuộc tấn công. Ông Fali cho rằng hiện chưa rõ liệu những hòn đảo mà Trung Quốc tôn tạo trên Biển Đông có đủ sức vững chắc để tiếp tục hoạt động sau khi bị tấn công tên lửa và bom hay không. Tính hiệu quả của tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình phóng từ mặt đất và máy bay chiến đấu phụ thuộc vào dữ liệu nhằm mục tiêu chính xác. Lợi ích quan trọng nhất mà các đảo trên Biển Đông có thể mang lại cho quân đội Trung Quốc là thông qua các hệ thống radar mà nước này đã thiết lập trên nhiều đảo. Tuy nhiên, bản thân các radar lại dễ bị ảnh hưởng trước loạt tấn công của Mỹ. Trong đó, bao gồm các phương tiện động lực học như tên lửa phóng từ tàu ngầm, máy bay tàng hình hoặc nền tảng khác, tác chiến điện tử, tấn công mạng và thậm chí là các cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm. Trong cuộc xung đột, Trung Quốc có thể nhanh chóng mất quyền truy cập mạng lưới radar mà nước này đã thiết lập. Tuy nhiên, mạng lưới radar là một phương thức có chi phí tương đối thấp mà Trung Quốc có thể gây khó cho quân đội Mỹ khi Mỹ thâm nhập tại Biển Đông. Mọi khả năng quân sự của các đảo trên Biển Đông của Trung Quốc có thể phụ thuộc vào mạng lưới thông tin an toàn với Trung Quốc đại lục. Hầu hết các đảo do Trung Quốc xây dựng không thể hỗ trợ các kho dự trữ hậu cần quy mô lớn hoặc bảo vệ các kho dự trữ đó an toàn trước các cuộc tấn công. Thật không may cho Trung Quốc, bản chất của cuộc chiến trên đảo và bản chất của các đội hình mà Trung Quốc xác định sẽ hỗ trợ khiến cho việc duy trì hoạt động của các khí tài trong ngắn hạn là rất khó khăn. Như Lord Huratulation từng châm biếm, một con tàu có ngu mới chiến đấu với một pháo đài.
Tuy nhiên, có những tình huống mà tàu có lợi thế hơn pháo đài. Các đảo của Trung Quốc ở Biển Đông không cơ động và không đủ lớn để ẩn giấu các căn cứ và thiết bị quân sự. Theo trang National Thread, Mỹ có khả năng lập bản đồ tỉ mỉ các cơ sở quân sự trên từng hòn đảo tại Biển Đông và có thể sẽ theo dõi các chuyến hàng thiết bị quân sự tới các đảo. Điều này sẽ khiến cho các đảo cực kỳ dễ bị tấn công từ tàu, tàu ngầm và máy bay vì tên lửa không cần dữ liệu nhằm mục tiêu theo thời gian thực. Các đảo trên Biển Đông có một vài ý nghĩa quân sự nhưng có nhiều giá trị hơn khi là một yêu sách chính trị đối với các nguồn tài nguyên đường biển và dưới biển. Về mặt quân sự, các đảo này như lớp vỏ bọc mỏng cho hệ thống A2AD của Trung Quốc. Trong một số điều kiện nhất định, lớp vỏ bọc này có thể cản trở quyền tự do đi lại của Mỹ, nhưng không quân và hải quân Mỹ có thể dễ dàng xuyên thủng. Dự án xây dựng các đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có thể kích động một cuộc tấn công từ Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo nhận định của trang Kanwa, được điều hành bởi Andre Chan hay còn gọi là Pinkov, một chuyên gia tại Canada, việc xây dựng đang diễn ra tại Johnson Savit mà Việt Nam gọi là Gạc Ma có thể đặt ra một mối đe dọa cho tất cả các quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, gồm Việt Nam, đảo Đài Loan, Malaysia, Brunei và Philippines. Theo kế hoạch của chính phủ Trung Quốc, nước này có kế hoạch xây dựng một tàu sân bay không thể đánh chìm trong Biển Đông thông qua dự án cải tạo đất lớn hơn nhiều trong khu vực với hai đường băng và hai cảng hải quân. Sau khi dự án hoàn tất, Trung Quốc sẽ có khả năng triển khai máy bay ném bom chiến lược H-6 và máy bay chiến đấu tới Biển Đông. Hai cảng hải quân có thể đón bất kỳ tàu chiến nào của Trung Quốc, trừ tàu Liêu Ninh. Máy bay H-6 sẽ đặt ra mối đe dọa thêm cho Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Với phạm vi hoạt động 6.000 km và bán kính chiến đấu 1.800 km, các máy bay này có khả năng vươn tới tận Bắc Australia. Mặc dù Australia cách 3.200 km từ Gạc Ma, nhưng H-6 có khả năng mang được tên lửa hành trình với tầm bắn 2.000 km. Điều này có nghĩa là H-6 có thể tấn công tất cả các căn cứ của Mỹ tại Australia. Tên lửa chống tàu của Trung Quốc như IG-83, IG-12 cũng có thể được sử dụng để phong tỏa tất cả các hoạt động vận chuyển tại eo biển Malacca bằng cách kiểm soát không phận Biển Đông. Trung Quốc sẽ có thể chặn lực lượng của Mỹ tại Australia, hỗ trợ các đồng minh Đông Á. Quy mô của các dự án đảo nhân tạo vẫn còn chưa rõ ràng. Một dự án tương tự cũng được báo cáo là đang được tiến hành tại đá Vành Khăn khi Gạc Ma hoặc Vành Khăn trở thành tàu sân bay không thể đánh chìm. Các nước như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore sẽ nằm trong phạm vi các cuộc không kích chiến thuật của Trung Quốc, trong đó Singapore hiện đang là một trong những căn cứ chính cho các tàu chiến ven biển của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, theo Kanwa, một tàu sân bay không thể đánh chìm không phải là một tàu sân bay bất khả chiến bại. Từ Gạc Ma và Vành Khăn đến Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam chỉ có 850 km. Điều này có nghĩa là hai hòn đảo nhân tạo này nằm trong phạm vi chiến đấu của máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam. Khi có trường hợp xung đột xảy ra, Việt Nam có thể lựa chọn tấn công phủ đầu vào hai hòn đảo này. Trong trận hải chiến năm 1988, Trung Quốc cho thấy rõ sự bất lợi vì các máy bay của họ chưa vươn được xa tới khu vực Trường Sa. Trong một bài viết gần đây của viên tướng từng chỉ huy lực lượng hải quân Trung Quốc tại Trường Sa năm 1988, thì lúc giáp mặt các Su-22 của Việt Nam, người Trung Quốc mơ ước họ có một tàu sân bay. Giờ đây thì họ đã có tàu Liêu Ninh. Nhưng con tàu chắp vá này còn quá nhiều khiếm khuyết để có thể đưa ra tác chiến. Bởi vậy, Trung Quốc giáo diết xây dựng đảo nhân tạo tại Gạc Ma và Vành Khăn, hòng làm bàn đạp để triển khai binh lực ra Biển Đông. Việc triển khai xây dựng này trong một vài năm có thể hoàn thành, nhưng dù cho nó có hoàn thành thì nó cũng khó giúp cho Trung Quốc chiếm thế thượng phong để chiếm Biển Đông. Lý do rất đơn giản là các đảo nhân tạo này nằm trơ vơ giữa biển và nằm giữa các nước mà Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền. Khoảng cách từ các nước này tới đảo nhân tạo còn gần hơn nhiều so với khoảng cách từ Hải Nam tới Trung Quốc. Lực lượng không quân của nước này vẫn có lợi là gần hơn khi đối đầu với không quân Trung Quốc tại khu vực Gạc Ma, Vành Khăn. Để đồn trú lực lượng trên các đảo nhân tạo, Trung Quốc phải tổ chức hậu cần từ nơi gần nhất là đảo Hải Nam ra, hoặc bằng tàu thủy hoặc bằng máy bay. Một khi bùng nổ xung đột tại các khu vực đảo nhân tạo, việc đảm bảo hậu cần cũng là một điểm yếu đối với Trung Quốc.